Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là chi tiết một cái bộ cầu các đăng hàng zin chuẩn để cho các bạn xem. Đấy. Thứ nhất thì về cái độ sắc nét của nó thì các bạn có thể theo dõi chi tiết từng mục một. Đây. Ví dụ như cái độ hở của tăm bua này rất là chuẩn này. Phớt viết đầy đủ này, thậm chí là còn bôi thêm cả keo nữa. Đấy, sáng bóng bên này thế, khe hở rất là chuẩn. À, cầu thì được liên kết với này khe tăm bua mâm rừng này bởi 6 ốc. Đấy, 6 ốc thì cái độ chắc nó sẽ tốt hơn cái con 4 ốc đời cũ. À, thứ hai nữa là cái dòng này thì đường kính tăm bua của nó là 180, đường kính tăm bua lớn hơn thì độ phanh của nó sẽ ăn hơn. Cái tăm bua này thì tim ốc của nó là chéo 7 này và vuông 7 này, đo chéo là 10 này. Cái G này thì có hai loại G70 và G63, thì các bạn mua cái vành xe các bạn phải để ý. Nó có loại G nhỏ, G to. Thì đối với cái cầu này là G70. À, tất nhiên các bạn có yêu cầu thì vẫn có thể có G63 để cho các bạn lắp những cái vành khác kiểu đi. Đấy, trên cái sò này thì các bạn này thể dễ để ý sự khác biệt thế này. Ngay trong cái phần trục vào này nó cũng có phớt này. Đấy, lắp phớt chống dầu này. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem một cái loại cầu đời cũ nó sẽ không có cái phớt như này. Đấy, cái phớt đời cũ đây là vòng bi nó lộ diện trực tiếp ở ngoài này luôn. Đấy. Là cái loại cũ. Đây, hàng nhà mình thì rất là nhiều. Các bạn có thể mua khoảng 100-200 cây đều có. Cái cầu này thì nó bố trí theo các cái kích thước là từ 70, 80, 90, 1m, 1m1 và 1m2. Kích thước thì đo phủ ra bì ra ngoài này. Các bạn là cứ trừ đi 7 phân thì sẽ là thân khung của trong này 7 cm nhé. Ví dụ cái cầu 1m1 thì các bạn làm khung mỗi bên là đu ở trong 7 phân thì là được. Đấy, thì nó sát vào cái tăm bua này thì độ bền nó cao hơn. Cái cầu này thì có khả năng chịu tải đến khoảng 1 tấn, còn cường độ thường 1 tấn thường xuyên ấy, thì các bạn nên chọn những cái dòng cầu lớn hơn. Còn ở đây mình đang nói nên là cái tải trọng này nó có thể lên đến 1 tấn là bình thường. Đấy. Đối với cái cầu này là không vấn đề gì hết. Đấy, rất là đẹp. Sắc nét. Các bạn mua một cái hoặc mua combo thì bên em đều có đầy đủ hết. À, cái tỷ số truyền trong cái bộ bánh răng này là 13/37. Nó cũng khá tương đồng với cái bộ truyền nhông xích. Nếu như các bạn lắp cái đường kính bánh xe lớn lên một chút ấy, thì khi đi nó sẽ không bị gần tốc độ. Nó còn có loại tốc độ nhanh hơn nữa đấy, nhưng mà nó sẽ làm yếu cái xe ba bánh của mình đi, nên là cái giải 13/37 này mình nghĩ là được dùng tốt. Đấy, rất là sắc nét. Ở đây cũng có 6 ốc này.
Đấy, ốc mạ miếc rất là đẹp, đồng bộ luôn, tất cả các con ốc đều là ốc mạ, mạ vàng, màu vàng này. Rất là đẹp tất cả các con ốc nhé. Đây là dòng hàng đặt hàng cho nên là nó không phải là hàng đại trà. Cái tăng bua này rất là dày, bạn nào đã tháo ra một lần rồi thì đều biết cái dòng tăng bua rất là dày, ít ít bị vỡ. Cái này mình bán mấy trăm con rồi, trước giờ là tính ra khoảng khoảng 400-500 con rồi nhưng mà chưa bị vỡ, kể cả vận chuyển cũng chưa bị vỡ lần nào. À, video thì đến đây hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. À, mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Có thể sử dụng Zalo hoặc là để lại tin nhắn, nhiều khi là bên em cũng không thể đáp ứng hết cái nhu cầu gọi điện của khách hàng được, thì các bạn mua hàng thì cứ vui lòng, nếu không gọi được thì để lại tin nhắn, bên em sẽ trả lời.